Chương 1 Săn lùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón đêm, tí tách tí tách mưa cũng không là lạnh buốt mà là mang theo một loại mỏi như mùi. Bầu trời sương mù dày che đậy, này loại sương mù che khuất bầu trời, tại mênh mông vô bờ trên bầu trời hay không thời gian lóe ra một loại để cho người ta không nói được quá gì hào quang, làm cho này đêm đen như mực hay không thời gian lấp lánh từng tia ánh sáng sáng lên, có thể trông thấy đây là một mảnh rộng lớn nguyên thủy đại địa. Đưa mắt tới đâu, cây cối so với bình thường nhìn thấy không biết muốn lớn hơn bao nhiêu, nơi xa một chút bụi cây cỏ dại có cao mấy mét, đủ để giấu vào một chút lớn thú. Trên mặt đất nằm một đầu bạo huyết cùng viên cùng thanh linh điêu thi thể khổng lồ, miệng vết thương đại lượng máu tươi theo nước mưa tuôn ra, tràn ngập trong không khí ra một loại mùi tanh gây mũi. Trần mục trên thân dính đầy mưa buồn, tay cầm kiếm miệng hổ phá một đường vết trách, chân trái đùi vị trí cũng bị thanh linh điêu lợi trảo phá vỡ, da thịt quyển đảo, đại lượng máu tươi chảy ra lại bị nước mưa hòa tan. Hô! Ngùng lớn thở phì phò, trên mí mắt không biết là nước mưa vẫn là dòng máu, nhìn về phía trước hai cổ thú thi, trần mục bắt đầu lòng còn sợ hãi, lại dẫn một loại không hiểu thoải mái. Này loại thoải mái, giống là đến từ cầu sinh, càng giống là đến từ chém giết. Theo lúc trước lần thứ nhất đánh giết một đầu hung thú về sau, trần mục liền phát hiện chính mình này loại đến từ trong xương cốt đối chém dết khoái cảm người khác lần thứ nhất chém dết hơn phân nửa bối rối khẩn trương hoảng sợ tim đập nhanh trần mục lại có thể đem tim đập nhanh cùng hoảng sợ hóa thành bình tĩnh kéo xuống trước người một khối vạt áo tốc độ cao xoay làm nước mưa cột vào đùi trên vết thương là cầm máu cũng bởi vì trong này mưa rất quái dị sẽ với thân thể người vết thương có tổn thương cực lớn tu luyện chiến khí chiến giả còn tốt, người bình thường đụng tới này loại mưa, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Đương nhiên, Trần Mục cũng không phải thật quan tâm này loại nước mưa sẽ mang lại cho chính mình tổn thương, càng quan trọng hơn là cầm máu. Từ đầu tới đuôi, Trần Mục tầm mắt một mực nhìn chầm chập phía trước đêm tối bao phủ bên trong lùm cây, trong lòng có một loại vô phương ức chế tim đập nhanh cùng lo lắng. Cái kia lo lắng cùng tim đập nhanh cảm giác, liền theo trong bụi cỏ truyền đến. Loại cảm giác này Trần Mục rất quen thuộc, tại thức tỉnh trước đó công nguyên thế giới, này từ nhỏ đối loại cảm giác này liền dự cảm cực kỳ chuẩn xác, tính là chính mình một loại thiên phú. Từ khi những cái kia lỗ hổng mở ra về sau, trên địa cầu liền đến chỗ tràn đầy đủ loại khó có thể tưởng tượng quỷ dị cùng hung hiểm. Tại đây số 96 hiểm địa bên trong, càng là khắp nơi trên đất tràn ngập hung hiểm. Tiểu vũ đông đúc, rơi vào trong bụi có truyền ra, cộc 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 đác thanh âm, loại thanh âm này tần suất để cho người ta dễ dàng mệt rã rời chìm vào giấc ngủ trần mục thân thể chầm chậm kề sát tại một chỗ nhô lên mô đất về sau không nhúc nhích giống như là đang đợi cái gì thích chặt hai con ngươi trong đêm tối phát ra một loại ánh sáng sắc bén lặng yên ở giữa một chỉ có cao hơn nửa trượng hung thú lặng yên không một tiếng động đi ra lùm cây chưa từng lay động một thoáng rất là quỷ dị hung thú bộ dáng dữ tợn giống như là lợn rừng tứ chi mọc ra hàng quan trong vắt trăng cưa lợi trảo, có thể xé nát nham thạch, răng nanh bén nhọn, đủ để đem một cây đại thụ xuyên thủng vượt lên. Ly lực Trần Mục Long mày nhíu lại, cảm giác của mình vẫn luôn hết sức đáng tin cậy. Đây là một loại gọi là ly lực hung thú, công nguyên thế giới thời điểm chỉ tồn tại ở Sơn Hải Kinh, ghi chép bên trong. Từ khi những cái kia lỗ hổng mở ra, mạng lớn lục địa theo hư không cùng không gian chồng tầng bên trong hiển lộ, rất nhiều lúc trước chỉ tồn tại trong truyền thuyết hung thú cũng dồn dập xuất hiện, thế giới cũng không tiếp tục là nguyên bản bộ dáng. Đã nhiều năm như vậy, nhân loại theo những cái kia không biết đại địa thăm dò bên trong, cũng nắm giữ rất nhiều công nguyên thế giới khó có thể tưởng tượng tri thức, cũng đối rất nhiều hung thú có không ít hiểu rõ. Trần Mục xem chừng trước mắt cái này ly lực đã nhìn chầm chầm chính mình. Cũng may cái này ly lực trên người khí tức, mặc dù đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, lại cũng không như vừa mới giết hai cái nhị giai vu thú, dùng mình bây giờ tình huống cũng không có vấn đề. Nhưng Trần Mục không có chút nào buông lỏng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cách đó không xa hai cái to lớn vu thú thi thể, mùi máu tươi cùng mỏi như nước mưa hỗn hợp mùi, một đầu hung thú ly lực nhìn chầm chầm, tạo thành một bức quái dị mà lân cận tuyệt cảnh hình ảnh, nhưng này đêm tối khí tức càng làm cho người ta nghẹt thở. Thời khắc thế này Trần Mục cũng rất tỉnh táo, không phải không khẩn trương, mà là giống đem khẩn trương cùng hoảng sợ, chuyển đổi thành một loại cầu sinh năng lực ứng biến. Ô! Ly lực rất nhanh mất đi tính nhẫn nại, đột nhiên bùng nổ, bốn trảo hất bụi đánh tới, trong miệng phát ra một tiếng chói tai ô âm thanh, hung đồng tử phát ra huyết sắc tinh ánh sáng, phá lệ khủng bố, cho người tinh thần bên trên tạo thành một loại hoảng sợ áp bách. Trần Mục tận mắt thấy qua, có người tại đây chút vu thú hung đồng tử ảnh hưởng dưới, toàn thân giống như là cứng ngắc lại hoảng sợ đến khó dùng động đậy cuối cùng trở thành vu thú thức ăn vù đúng vào lúc này trần mục cũng động thâm thúy sát bén hai con ngươi tại lúc này về sau phát ra một loại hỏa diễm bùng cháy đã thị cảm kề sát ở mô đất thân thể dùng một loại báo săn săn mồi tư thế trong nháy mắt ngắn ngủi dâng lên không lùi mà tiến tới trong tay nắm rộng kiếm hướng phía ly lực mắt trái hung hăng đâm tới con mắt đây là ly lực nhược điểm một trong Ừm nhưng đúng vào lúc này, Trần Mục đột nhiên sắc mặt kinh biến. Vốn cho là này loại tư thế đủ để nhảy lên cao 3 mét, có thể từ nơi này chỉ ly lực trên lưng né qua, đồng thời khởi xướng một kích trí mạng. Nhưng trên đùi thương thế, thật to ảnh hưởng tới phản ứng cùng nhanh nhẹn độ. Giống như là một khúc chiến ca đến cao nhất can mức độ, đột nhiên dây cung đoạn đàn băng, âm vận hỗn loạn. Dự phán có xuất nhập, vô phương hoàn thành dự phán bên trong thân thể phản ứng. Nói một cách khác, không có khả năng dùng dự phán bên trong như thế giải quyết hết cái này ly lực. Thậm chí, hiện tại phiền phức lớn rồi. Những ý niệm này tại Trần Mục trong đầu tốc độ cao lóe lên. Trong nháy mắt, cái kia ly lực đã dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị lao đến, bén nhọn răng nanh là nó sát khí một trong, hướng phía Trần Mục bụng dưới treo chọc đâm tới. Khẩn cấp quan đầu, Trần Mục giữ vững tỉnh táo, đang sợ hãi cùng tim đập nhanh bên trong tìm cơ hội cầu sinh, là toàn bộ sinh linh bản năng dục vọng. Rơi xuống đất một sát na thân thể sinh sinh một cái lừa lười lăng lăng, trần mục tránh đi ly lực bén nhọn răng nanh, trên đùi thương thế xé rách càng mở, truyền ra một hồi có rút có giật đau nhức một cổ to lớn đau đớn lan tràn toàn thân, sông đồng lập tức hiện lên tơ máu. Đau nhức cùng đổ máu nhường trần mục ngược lại càng bình tĩnh tỉnh táo, thừa cơ quay cuồng đến ly lực dưới chân, hiện ra tơ máu tầm mắt lộ ra một loại lạnh lẽo sắc bén lạnh lẽo, trong tay rộng kiếm hung hăng hướng lên đâm vào ly lực trong cổ, nơi đó có một cái mang theo hoa văn làng da tổ chức. Tinh chuẩn, nhanh chóng, gọn gàng. Nơi này là ly lực nhược điểm một trong, thậm chí là ly lực yếu ớt nhất địa phương, sau mở mắt còn muốn yếu ớt. Giờ phút này trần mục trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết nó. Cứ việc đùi thương thế ảnh hưởng, nhưng dự phán xuất hiện to lớn sai lầm. Nhưng Trần Mục biết mình một kích này, hẳn là có khả năng đánh giết cái này nghiệt súc. Rộng mũi kiếm lợi, tại trong lúc nguy cấp toàn lực ra tay, trần mục toàn thân có thể dùng tới bộ phận cơ thịt đều điều chuyển động, ngưng tụ thành này tất sát nhất kích. Suy. Ô. Các vỡ làn da thanh âm truyền ra, trần mục có thể vô cùng rõ ràng nghe được ly lực gấp rút tiếng hít thở. Một cổ huyết dịch phun ở trên mặt, lập tức ly lực thê thảm bén nhọn tiếng gầm gừ truyền ra, Tại này quỷ dị tối tăm đêm mưa phá lệ chói tai khiếp người. Nhất kích mà bên trong, lập tức thuận thế cấp tốc né tránh. Nếu là bị ly lực cái kia răng cưa lợi trảo đụng tới, hậu quả khó mà lường được. Ô ô! Ly lực không có thoáng cái mất mạng, hung đồng tử đã sung huyết. Cái này nhỏ con mồi thế mà cho nó không cách nào tưởng tượng nhất kích. Ly lực nổi giận gào thét, dùng một loại điên cuồng va chạm phương thức nghĩ phải tiếp tục nhào về phía trần mục muốn đem con mồi xé nát. Cuối cùng bị đâm vào chính là yếu nhất nhược điểm, lại là Trần Mục đem hết toàn lực nhất kích, ly lực thú thân thể hành động bắt đầu trở nên lão đảo, lập tức hung đồng tử mang theo không cam lòng ngã trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ trên cổ dân lên, thở dốc khó khăn ông ông. Tích đát Một giọt nước mưa theo Trần Mục khóe mắt theo gương mặt nhỏ xuống, mang theo màu đỏ tươi, là trên mặt vừa mới nhiễm phải ly lực bắn ra máu mắt thấy ly lực triệt để ngã trên mặt đất, Trần Mục mới toàn thân lỏng lẻo một chút, vừa mới độ cao tinh thần tập trung biến mất một chút. Vết thương trên đùi đau nhất, loại kia chưa thoải mái khó mà hình dung, nhưng giờ phút này nhìn xem ba cái chết đi vu thú, Trần Mục trong đầu lại là có một loại khó mà hình dung thoải mái. Loại kia trở về từ cõi chết, sống còn bên trong tranh đoạt từng giây gấp gáp bầu không khí, này loại mùi huyết tinh cùng chém giết như là năng lượng nào đó theo trong đầu khuếch tán toàn thân không khỏi cảm giác được vô cùng dễ chịu quy bức lợi dụng nhường lâm gia duyệt mang chính mình tiến đến ma luyện một phiên trần mục có chính mình suy nghĩ ngoại trừ vì chính mình tìm chút thu nhập bên ngoài càng nhiều hơn chính là mong muốn ma luyện tự thân cùng tăng cường năng lực thực chiến tại thế giới này chiến đạo đã xa so với khoa học kỹ thuật thực dụng thực lực tăng cường một điểm tại thế giới này mới có thể nhiều từng tia cơ hội sống sót rất nhanh, cái kia ly lực không tiếp tục kiên trì được, đình chỉ thở, mất đi sinh cơ. Đinh Cưu hận giá trị 50, 860 ưa thích giá trị không tu vi cấp độ. Hóa phàm cảnh nhị trọng, không, 200 hơi vàng cổ bá thiên thể. Ban đầu tôi thể, không, 20.000, linh thần lực 166, chiến kỷ. Chiến kỹ kiến thức căn bản, chiến quyền, công nguyên thế giới kiếm kỹ bách khoa toàn thư, phong lôi kinh hồng bộ ở đồng cảnh vực trường ở không gian trữ vật. 2M, 0, 1 nghìn, kiểm tra đến thương thế, tự động chữa trị thương thế, đem tiêu hao 200 cựu hận giá trị. Tại trần mục trong đầu, vừa giống như là tại tầm mắt trước, xuất hiện dạng này một khối hào quan bản, phía trên bày ra đủ loại số liệu. Ý niệm dừng lại tại chữa trị thương thế một hàng, cừu hận giá trị bên trên 860 số liệu giảm bớt 200. Còn thừa 660. Tới đồng thời, Trần Mục rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể đột nhiên đã tuôn ra một cổ không nói được năng lượng khuếch tán, giống như là toàn thân tế bào tại trong tích tắc đột nhiên đều mở ra, nhưng toàn thân không nói ra được dễ chịu. Rất nhanh, tay cầm miệng hổ cùng vết thương trên đùi dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt hồi phục, rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu. Quá hố! giết một chỉ nhất giai hậu kỳ đỉnh phong ly lực, cũng chỉ là thu hoạch được 50 cừu hận giá trị. Nhưng bây giờ chữa thương liền tiêu tốn 200 cừu hận giá trị, cái này khiến Trần Mục trong lòng oán thầm không thôi. Hệ thống này quá hố, không phải bình thường hố. Sớm biết lần này chữa thương muốn nhiều như vậy cừu hận giá trị, hẳn là vận dụng ác chủ bài thực lực, trực tiếp đánh giết cái kia bạo huyết cùng viên cùng thanh linh điêu. Bất quá lần này tiến vào hiểm địa, dù sao cũng là tới gia tăng kinh nghiệm thực chiến cùng ma luyện. Nếu là vận dụng ác chủ bài, cũng là vi phạm với dự tính ban đầu. Cho nên chút thiên bên trong, trần mục liền chiến kỹ, thậm chí là thân pháp chiến kỹ phòng lôi kinh hồng bộ cũng cơ hồ không có thi triển. Tiểu sư thúc Một đạo thanh thúy giọng nữ gấp rút truyền đến. Lấp lánh quỷ dị sương mù hào quang bên trong, mấy đạo thân ảnh vội vàng chạy tới. Niệm niệm Huynh là cầm vẫn là ngư, nha đầu ngốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng Tưng. Tại sao? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.